Xin chào các bạn học sinh lớp 12. Như vậy là cái clip trước là chúng ta đã tìm hiểu xong cái bài số 13 rồi. Bài số 14 là ôn tập thực hành. Chúng ta có cái bài thực hành thì giáo viên sẽ hướng dẫn cho chúng ta thực hành, chứ cô làm video thực hành thì cũng không ổn lắm đúng không? Thì hôm nay cô sẽ chuyển sang làm clip bài số 15. Đó là bài tập chương 1 và bài tập chương 2. Thì trong clip này có thể là chúng ta sẽ, hoặc là clip sau chúng ta giải quyết hết cái bài tập chương 1 trước cái đã. Thì đầu tiên trong cái bài tập chương 1 này chúng ta có bài tập số 1. Bài tập tương đối dễ nhất bắt đầu này. Nè. Dưới đây là một phần trình tự nucleotide của một mạch trong gen. Thì ở đây người ta cho chúng ta đó là cái mạch là 3,5 phẩy. Thì chúng ta lưu ý cho cô là cái mạch, khi mà viết thì chúng ta phải để ý cái mạch, cái đầu 3,5 phẩy hay là cái đầu 5 phẩy đến 3 phẩy, bởi vì nó có liên quan tới việc chúng ta sẽ xác định cái mạch khuôn, mạch gốc để tổng hợp nên cái phân tử ARN thông thông tin. Đầu tiên bây giờ với trình tự các nu như thế này, đây thì bây giờ chúng ta sẽ làm cái câu câu A, câu đầu tiên đó là viết cái mạch bổ sung với cái mạch nói nói trên. Thì cô bắt đầu viết, các bạn thông cảm cho cô nha. Đây, cái tay cô nó bị dập cửa, nó bị rất là đau, nhưng mà để cho các em cái chương trình thì cô cũng cố gắng viết cái phần này. Thì cái mạch bổ sung của cái mạch 3,5 phẩy thì sẽ là cái mạch 5 phẩy đến 3 phẩy. Thì chúng ta lưu ý cho cô là T thì sẽ liên kết với A này, A thì liên kết với T này, T liên kết với A này. Chúng ta viết tới đâu chúng ta để cái ngón tay của mình tới đó để nó khỏi nhầm lẫn, bởi vì một cái chuỗi dài này mà chỉ cần chúng ta nhầm lẫn một nucleotide thôi thì coi như cả cái bài chúng ta sai rồi, chúng ta viết được 3 nu rồi đấy, tới ngày đó đúng chưa. Tiếp theo G thì sẽ liên kết với X này, G liên kết với X này, G liên kết với X này. Tiếp theo X thì sẽ liên kết với gì đây, G này đấy. A thì liên kết với gì, T, T thì liên kết với A. Cứ ba nu cũng đánh dấu đây cho nó khỏi nhầm lẫn. Tiếp theo G liên kết với gì, X, T liên kết với A và A liên kết với T, ba nu tiếp theo. Tiếp theo A thì sẽ liên kết với T, T liên kết với A và G liên kết với X, à, ba nu tiếp theo. Rồi ba nu còn lại sẽ là G liên kết với X, G liên kết với X và X liên kết với G. Đây là đầu 3 phẩy. Như vậy là chúng ta vừa viết xong, đây là cái mạch bổ sung. Thấy chưa? Các em thấy rõ chưa nào? Rồi, tiếp theo. ARN thông tin được phiên mã từ mạch trên. Đó, bây giờ chúng ta mới để ý nè. Bây giờ chúng ta sẽ viết cái ARN thông tin mà được phiên mã từ cái mạch trên. Thì mạch trên ở đây là chúng ta thấy là gen thì nó có hai mạch. Như vậy cái bài này yêu cầu chúng ta phải xác định được đâu là mạch mã gốc, mạch khuôn để tổng hợp nên ARN thông tin. Thì chúng ta để ý là ARN thông tin nó chỉ được tổng hợp trên mạch khuôn, đó là mạch có chiều từ gì? 3 phẩy đến 5 5 phẩy. Đây là cái mạch có nghĩa là trên cái mạch này nó sẽ có gọi là cái vùng khởi động mà ARN polymerase, cái loại enzyme đó nó sẽ đến, nó kích hoạt cái vùng đó, thì chỉ có ở đầu là từ 3 phẩy đến 5 5 phẩy. Như vậy cái mạch trên đây chính là cái mạch khuôn này đây các em, để tổng hợp nên ARN thông tin. Như vậy bây giờ mình viết ARN thông tin thì đây là cái mạch bổ sung nha. Rồi cô xoay cái tờ giấy lại đây, viết cho nó dễ này. Thì đây chúng ta dựa vào đây, thì đây chính là ARN thông tin thì nó cũng sẽ được tổng hợp theo chiều là 5 phẩy đến 3 phẩy. Thì đây chúng ta thấy này, T trên ADN sẽ liên kết với gì, A của môi trường nội bào để hình thành nên mạch ARN thông tin. A thì sẽ liên kết với gì, U của môi trường nội bào đấy. T thì liên kết với A đấy. Cứ như vậy là chúng ta viết hết cái này. G liên kết với gì, X, G liên kết với gì, X, G liên kết với X, X sẽ liên kết với G, X A thì sẽ liên kết với gì, U, T thì liên kết với A, G liên kết với X, T liên kết với A, A
liên kết với U. Tiếp tục, A liên kết với U, T liên kết với A, G liên kết với X, và cái cuối cùng là G liên kết với X, G liên kết với X, và X liên kết với G. Đây là đầu 3, 3 phẩy của ARN thông tin. Như vậy là cô vừa viết xong ARN thông tin có chiều từ 5 phẩy đến chiều 3 phẩy. Đấy, tức là cái đoạn, cái đầu 5 phẩy này nó được tổng hợp trước rồi mới tới đầu 3 phẩy cho em. Đấy, như vậy chúng ta để ý này, cái đoạn mạch ARN thông tin này hầu như là nó sẽ giống hệt hoàn toàn với cái mạch bổ sung của cái mạch gốc này, nhưng chỗ nào có T thì chúng ta thay bằng chữ gì? Chữ U hết. Đấy, không còn T nào trên ARN thông tin hoặc là bất kỳ một phân tử ARN nào, thì cái nu T được thay thế bằng nu U. Như vậy cái câu tiếp theo này, có bao nhiêu cô đông trong ARN thông tin? Cô đông ở đây là gì? Đó là một cái bộ ba trên ARN thông tin mà nó sẽ mã hóa cho một loại acid amin. Như vậy bây giờ mình sẽ tính này. Cách đơn giản nhất là mình tính trực tiếp. Cái bài này nó đơn giản, mình tính trực tiếp này. Cứ 3 nu ở trên ARN thông tin là một cô đông. Như vậy chúng ta tính này, 1 cô đông, 2 cô đông, 3 cô đông, 4 cô đông, 5 cô đông, 6 cô đông. Đấy, đó là cách thứ nhất chúng ta trả lời câu B. Là có gì đây? Có 6 cô đông trong gì? ARN thông tin. Đây là cái bài đơn giản chúng ta đếm được. Còn trong những bài mà người ta cho số lượng các loại nu nó nhiều thì chúng ta sẽ lấy tổng số nu này, tổng số nu trên ARN thông tin, và chúng ta sẽ chia cho 3. Như vậy chúng ta đếm này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tức là tổng số cô đông sẽ bằng là tổng số nu trên ARN thông tin 18 chia cho 3 thì cũng bằng là 6 cô đông. Đấy, đó là cái cách chúng ta tính. Bây giờ bài câu C, liệt kê các bộ ba đối mã với các cô đông đó. Như vậy bộ ba đối mã nó nằm ở đâu? Bộ ba đối mã là nó nằm trên phân tử ARN vận chuyển. Nó sẽ vận chuyển acid amin tới ribosome và khớp cái bộ ba trên ARN vận chuyển với cái bộ ba trên ARN thông tin. Đấy, khớp với bộ ba trên ARN thông tin để hình thành, để lắp ghép được cái gì? Cái acid amin vào chuỗi acid amin. Như vậy mình dựa vào đây, mình dựa vào cái này mình sẽ viết được cái bộ ba đối mã. Như vậy bộ ba đối mã của nó sẽ là gì đây? Đây, một bộ ba đây thì mình sẽ viết được là gì? Bộ ba đối mã của nó, A thì đối mã của nó sẽ là gì? U thì sẽ liên kết với A theo nguyên tắc bổ sung thôi. U bộ ba thứ nhất. Bộ ba thứ hai đây sẽ là gì đây? 3 chữ Y thì thay bằng 3 nu GUA thì sẽ là X A U. Đấy, tiếp theo bộ ba này sẽ là gì đây? GUA. Đấy, tiếp theo là GUA. Tiếp theo đây, số 5 sẽ là AUG. Và cuối cùng là gì đây? GGX. Đấy, như vậy là chúng ta đã viết xong 6 cái bộ ba đối mã. Các bạn nhớ là các bộ ba đối mã này nó trên ARN vận chuyển, các ARN vận chuyển này sẽ vận chuyển các acid amin đến ribosome để tổng hợp nên chuỗi polypeptide. Như vậy là chúng ta đã giải quyết xong cái bài tập số 1. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái bài tập số 2 nha. Bài tập số 2, tham khảo bảng mã di truyền và trả lời các cái câu hỏi sau. Bảng mã di truyền là ở trong sách giáo khoa chúng ta có đây. Cái bảng mã di truyền nó nằm ở cái bài đầu tiên đó các em. Đấy. Đấy, đây chính là cái bảng mã di truyền. Đấy. Bảng mã di truyền này nằm ở trang số 8 sách giáo khoa. Lát nữa chúng ta sẽ tham khảo cái bảng mã này.
Đây. Câu A, các cô đông nào trong ARN thông tin đã mã hóa glycine? Đấy. Cái việc này đơn giản thôi, chúng ta chỉ dựa vào cái bảng mã di truyền để mà chúng ta nêu ra thôi. Như vậy ở đây là yêu cầu chúng ta xác định các cái cô đông trong gì đây? ARN thông tin mã hóa cho cái loại protein, cái loại axit amin có tên là glycine. Rồi, bây giờ chúng ta lật qua cái bảng mã di truyền chúng ta làm thôi, đơn giản, trang số 8. Đấy, đây. Đây, nhìn vào cái bảng mã di truyền. Đây, bây giờ chúng ta xác định này. Thứ nhất đó là tên của loại axit amin này là glycine. Chúng ta nhìn trên đây. Chúng ta xác định đó, glycine. Đây. Đây, đúng chưa em? Đây, glycine có còn chỗ nào glycine nữa không? Chúng ta nhìn qua nha. Hết rồi, chỉ có cái này là glycine thôi. Như vậy chúng ta thấy là ở đây có mấy đây? Có 4 cái cô đông sĩ mã hóa cho glycine thì chúng ta viết ra có 4 cô đông, đó là cô đông gì nhỉ? G, G, U là cô đông thứ nhất. Cô đông thứ hai là G, G, X. Cô đông thứ ba là G, G, A. Và cô đông cuối cùng là G, G, G. Như vậy chúng ta đã dựa vào cái bảng mã di truyền rất là đơn giản, chúng ta viết xong ba cái, bốn cái cô đông đã mã hóa cho cái loại axit amin là glycine. Chúng ta tìm hiểu qua cái yêu cầu tiếp theo nha. Câu B, có bao nhiêu cô đông mã hóa lysine thì cũng giống như là cái câu hỏi trên, là người ta hỏi là những cô đông nào là mình phải ghi tên ra, còn đây hỏi là có bao nhiêu cô đông đã mã hóa cho glucin thì chúng ta trả lời số lượng. Nhưng mà ở đây số lượng thì người ta lại hỏi câu tiếp theo là đối với mỗi cô đông đó hãy viết cái bộ ba đối mã bổ sung, tức là cái cô đông này là nó nằm trên ARN thông tin này các em, còn cái bộ ba đối mã của nó thì nằm ở trên ARN vận vận chuyển, thì chúng ta phải viết những cái cô đông này ra thì chúng ta mới viết được cái bộ ba đối mã của nó. Như vậy là ở đây yêu cầu của câu câu B đó là chúng ta viết gì đây, các cái cô đông mã hóa lysine như vậy. Bây giờ chúng ta nhìn trên cái bảng này, chúng ta tìm cái axit amin lysine nào. Đây, lysine đây kia. Đấy. Như vậy có hai, còn chỗ nào có lysine nữa không? Chúng ta xem thử nào. Hết rồi, chỉ có cái này thôi. Như vậy ở đây chúng ta có hai cái cô đông mã hóa cho lysine, chúng ta trả lời là gì? Có hai cô đông mã hóa lysine. Lysine đó là gì? Đó là cô đông gì đây các em? Đây. A. Và cô đông gì? A, G. Đấy. Bây giờ mình sẽ viết cái cụm đối mã trên ARN thông thông tin nè. Cụm đối mã. Trên gì? ARN vận vận chuyển TARN. Đây. Thì sẽ là gì đây? Đối mã của nó sẽ là U theo nguyên tắc bổ sung A liên kết với U và ngược lại, G liên kết với X và ngược lại, thì này sẽ là U X. Đấy, chúng ta vừa viết xong hai cái cụm đối mã trên ARN vận chuyển. Và cái câu hỏi C là khi cô đông AGG trên ARN thông tin được dịch mã, tức là sau khi nó được lắp ráp và nó gọi là dịch mã, tức là cái ribosome nó dịch qua một nấc tiếp theo, thì axit amin nào được bổ sung vào chuỗi polypeptide? Thì chúng ta thấy AGG chính là cái AAG chính là cái cô đông mà mã hóa cho cái mã hóa cho cái axit amin là lysine. Như vậy thì khi mà cô đông AAG trên ARN
thông tin này được dịch mã thì lysine sẽ được bổ sung vào cái chuỗi polypeptide lysine nha các em. Lysine chúng ta vừa làm xong ở câu B, chúng ta xác định đó, AGG là cái codon mà mã hóa cho acid amin là lysine. Cho nên khi mà nó dịch được một quá thì cái ADN vận chuyển mà nó sẽ vận chuyển lysine tới thì nó sẽ được lắp ráp vào cái chuỗi gì? Acid A, cái chuỗi polypeptide. Như vậy là cô thấy cũng đã cái clip này cũng đã được 15 phút rồi, đủ thời gian để các em tham khảo. Cho nên hẹn các em trong clip tiếp theo, chúng ta sẽ giải quyết bài tập mà số 3 và số 4 nhé. Có gì thắc mắc thì các bạn cứ comment ở phía dưới, cô sẽ giải đáp cho các em nha.